Kính thưa quý vị, khi nhắc đến dân ca, trữ tình hay dòng nhạc bolero, chúng ta thấy nó len lỏi trong đời sống âm nhạc của tất cả mọi người. Đôi khi nó có thể xuất phát từ một xóm trọ nghèo, đôi khi đó là một sân khấu hạng sang, một phòng trà vô cùng ấm cúng. Nữ ca sĩ Cẩm Ly cùng với dòng nhạc của mình cũng như thế. Không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc, nữ ca sĩ Cẩm Ly còn thử sức mình với lĩnh vực kịch nghệ và cải lương. Và có một lần thì theo dõi chị sau cánh gà sân khấu thì nữ ca sĩ Cẩm Ly có tâm sự rằng chị cố gắng chị học thuộc thoại nhiều nhất đến chi khi bước lên sân khấu chị sẽ hóa thân thành nhân vật một cách trọn vẹn nhất thay vì là sẽ được nghe nhắc tuồng sau cánh gà sân khấu. Và mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn clip của chúng tôi qua xưa và nay. Tôi nghe một nhạc sĩ đó cũng hay lắm. Tại sao phân biệt nhạc trẻ và nhạc trữ tình, dân ca? Và tại sao nhạc trẻ nó không nằm ở lâu ở trong lòng khán giả? Bởi nghe cái chữ trẻ là thấy nhạc trẻ là cái bài nó chết trẻ. Đó, cho nên là nên có những cái bài các bạn cần nên viết. Viết để chi nhạc sĩ ít nhất có một vài bài để mình để đời. Đó, để đời và khi hát lên là mọi người có thể tìm lại cái ký ức của mình, tìm lại cái cảm xúc của mình và chạm đến trái tim của mình nếu mình nằm trong hoàn cảnh như thế. Ở những cái giai đoạn ngày xưa, trước khi một cái vở kịch được diễn ra hoặc là họ muốn câu khách tới xem nhiều hơn thì họ mời một ngôi sao đang hot của thời điểm đó để tới ca salon bên ngoài. Đó, khán giả vừa được nghe ca nhạc, vừa được coi nguyên tuần cải lương nữa. Điều đó rất là hay. Ngày trước á, là các đoàn nghệ thuật á, từ cải lương cho tới kịch nói á, là luôn luôn sẽ có khoảng 40 phút ca nhạc đầu. Ở trong cái ca nhạc đó thì nhạc sôi động có và nhạc trữ tình có, nhạc bolero hoặc nhạc tiền chiến có hết á. Đó thì sau đó thì bắt đầu mới vào một cái vở kịch gọi là trường kịch. Đó, đại khái là như vậy, hoặc là những vở cải lương dài. Thì tôi không biết là tại sao lại bỏ đi cái thói quen đó. Mọi người có để ý không? Ở trong những cái vở cải lương đó hay có những cái màn tân nhạc đó, một hai đoạn, một hai bài đó, để người ta diễn tả được cái tình cảnh của nhân vật ngay lúc đó. Hồi xưa là chỉ có thu băng thôi đó, đâu có video để mọi người thấy đâu. Đó, thích thì ra rạp mới coi mới biết được. Thì buộc lòng người ta đã nghĩ ra được cái cách rất thông minh để diễn tả và làm cho cảm xúc của người nghe và người xem nó cao hơn, lên tới đỉnh điểm luôn. Thì đẩy một hai ca khúc, một vài hai đoạn nhạc nhẹ, nhạc bolero theo cái màu sắc đó để làm cho cái vở kịch nó hay hơn. Thì những cái người bầu show đó, họ biết cách hốt trọn khán giả, hốt trọn sự chú ý của mọi người về cho cái vở tuồng của mình, cho nhà hát của mình, cho cái đoàn của mình, gánh hát của mình đó. Thì họ mời những ngôi sao như vậy. Thưa quý vị, qua lời chia sẻ, tâm sự của các nghệ sĩ trong đoạn clip, chúng ta cũng thấy là đôi khi những cái ca khúc nó có một cái đời sống âm nhạc của riêng nó. Nó không chỉ là thoát ra khỏi một vở cải lương mà đôi khi nó sẽ gắn bó rất lâu. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là vở Duyên Kiếp trong Lá Sầu Riêng, hay đôi khi sẽ là những ca khúc cùng tên như là Hàng Mặc Tử, vân vân, Lan và Điệp. Và hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị quay trở về cái thời hoàng kim, khi mà chúng ta thấy là tất cả khán giả có mặt trong đêm diễn đông đúc để mà thăng hoa cho cái cảm xúc của người nghệ sĩ đó qua một cái liên khúc. Và điều đặc biệt là chúng ta sẽ cùng thấy tài nghệ biểu diễn đàn tranh và đàn bầu của hai người học trò của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Xin được giới thiệu, đó là Minh Tài và Mai Chí Công. Một tràng pháo tay để chào đón nữ ca sĩ Cẩm Ly.